What country is this? Con bạn ít có cơ hội phát biểu. Sao bạn không cho bé học cùng mô hình Active Learning tại AMA? Bé sẽ được tương tác một thầy một trò với giáo viên bản ngữ. Không những thế, Active Learning còn giúp khơi dậy niềm đam mê học tập của từng bé thông qua dụng cụ học tập trực quan sinh động. Dear friends, I appreciate you my. Hãy để con bạn tự tin thể hiện mình. American Academy, Care and Success.